Xin chào tất cả mọi người. Trong bài này chúng ta sẽ có hai bài học nói chung về le produit bio. Vậy produit bio là gì? Produit là sản phẩm được làm ra. Bio là xuất phát từ biologique. Biologique là tính từ của biology. Biology là môn sinh học. Như vậy biologic là sản phẩm sinh học không dùng các hóa chất. Chẳng hạn biologic ghép với agriculture thì chúng ta dịch là một nền nông nghiệp sinh học không dùng các hóa chất mà dùng các cái biện pháp tự nhiên. Và chữ bio là viết tắt từ biologic và bây giờ trở thành một cách dùng rộng rãi ghép với bất cứ sản phẩm nào thì chúng ta coi đó như là một sản phẩm sạch, một sản phẩm hữu cơ, một sản phẩm làm từ biện pháp tự nhiên, không dùng các hóa chất, le produit bio. Và trong này chúng ta sẽ thấy người ta nói tắt là le produit bio rất là nhiều. Shampoing bio là dầu gội đầu cũng là làm một phương pháp tự nhiên, rồi các sản phẩm, các cái thực phẩm bio. Hai bài này trích từ trang web Podcast Français Facile, Produit Bio Dialogue, Podcast Français Facile. Đây là cuộc nói chuyện giữa hai người, một người là phái nữ tên là Amélie và một người phái nam tên là Vincent. Tôi xin đọc qua một lần. Tu manges des produits bio toi? Oui, bien sûr, je fais très attention à ce que j'achète. Et tu achètes quoi, par exemple? Je n'achète que du bio. Je préfère être sûr de ne pas avaler de cochonneries. Tu comprends? Alors, les fruits, les légumes, la viande, le thé, s'il n'y a pas de label bio, je ne prends pas. Oui, mais c'est quand même un peu cher, tu ne crois pas? Non, franchement, je pense qu'en fait tout a un prix. Ce qui passe avant tout, c'est la santé. D'accord, mais des fois c'est 30% plus cher. Ben, tant pis, je préfère me priver sur d'autres choses. Il suffit de faire attention. Eh bien, moi, je ne m'en sors pas. Je voudrais bien prendre du bio pour tout ce que je mange, mais ce n'est pas possible. Et les enfants me mettent la pression si je ne leur prends pas leurs céréales préférées, et comme elles ne sont pas bio. Oui, mais alors le problème n'est pas seulement le prix. Disons qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Je suis bien d'accord. Trong bài này chúng ta sẽ thấy có những câu nói rất là tự nhiên chúng ta có thể tiếp thu, và ngược lại chúng ta cũng thấy có một số cách nói, một số các tình huống chúng ta thấy nó hơi xa lạ. Thì ở trình độ này chúng ta nên lọc lõi tất cả những gì chúng ta có thể tiếp thu để chúng ta học, những phần khác thì chúng ta đọc qua cho nó quen. Chị Amélie mở đầu nói với Vincent và dùng ngôi thứ hai số ít, tức là đây là hai người thân nhau, có thể là trong cùng gia đình hay là bạn bè. Tu manges des produits bio toi? Chữ toi này là dùng để nhấn mạnh thôi. Một cách nói, khi nói nhanh thì người ta thêm chữ toi ở phía sau cuối câu. Này bạn, bạn ăn những cái sản phẩm sạch phải không? Những sản phẩm sinh học phải không? Những sản phẩm hữu cơ phải không? Oui, bien sûr, dĩ nhiên rồi. Je fais très attention à ce que j'achète. Chúng ta để ý cách nói. Très attention, dĩ nhiên rồi. Faire attention à quelque chose, tức là để ý, chú ý tới cái gì. Dĩ nhiên rồi, tôi rất chú ý. Très attention, je fais très attention, tôi rất chú ý tới những gì mà tôi đi mua. Et tu achètes quoi, par exemple? Ở đây chúng ta đã nói là dùng ngôi thứ hai số ít, tức là dùng cách nói informel, cách nói thân mật, cách nói bình dân, thì chúng ta không cần đảo ngữ. Và chữ đại từ cái gì chúng ta dùng là qua thay vì dùng que. Tu achètes quoi, par exemple? Par exemple là ví dụ. Ví dụ như là bạn mua cái gì? Nếu chúng ta dùng ở cách nói formel thì chúng ta dùng là qu'est-ce que tu achètes, par exemple? Que, qu'est-ce que tức là que, nhưng mà khi đứng ở sau động từ thì que biến thành qua. Et tu achètes quoi, par exemple? Vincent trả lời, je n'achète que du bio, ne que là chỉ, tôi chỉ mua loại sạch mà thôi, tức là viết tắt, thức ăn sạch, các sản phẩm sạch, bio sinh học. Je n'achète que du bio, je préfère être sûr de ne pas avaler de cochonneries.
Je préfère, tôi thích hơn, tôi làm một cái chuyện ưu tiên hơn là tôi phải chắc chắn rằng être sûr de, chắc chắn, chữ de này đi với sûr, être sûr de quelque chose, hoặc là être sûr de faire quelque chose, de này là đi với tính từ sûr. Tôi muốn là phải chắc chắn về cái việc là không nuốt tất cả những gì mà bẩn thỉu. Avaler là khi chúng ta cho một thực phẩm vào miệng thì chúng ta phải nhai, nhai tức là mâcher. Mâcher xong thì chúng ta sẽ nuốt. Hành động nuốt tiếng Pháp gọi là avaler. Des cochonneries. Cochonneries là những cái thứ không có giá trị, những thứ không ra gì, những thứ bẩn thỉu khó chịu. Tôi không muốn mua tất cả những gì mà bẩn thỉu khó chịu, tôi nuốt vào trong bụng của tôi. Tu comprends? Bạn hiểu không? Alors, les fruits, les légumes, la viande, le thé, s'il n'y a pas de label bio, je ne prends pas. Như vậy là nếu khi đi mua trái cây, khi đi mua rau, khi đi mua thịt, mua trà, nếu không có nhãn sạch, nếu không có nhãn sinh học, nếu không có nhãn hữu cơ thì tôi không lấy, tức là tôi không có mua. Alors, les fruits, les légumes, la viande, le thé, s'il n'y a pas de label bio, je ne prends Đây là pas. một số sản phẩm có dán nhãn thực phẩm sạch, label bio, để khách hàng nhìn thấy có thể phân biệt với sản phẩm bình thường. Và trong bài, anh Vincent đã nói nếu tôi không thấy nhãn này thì tôi không mua. S'il n'y a pas de label bio, je ne prends pas. Chị Amélie, oui, mais c'est quand même un peu cher, tu ne crois pas? Nhưng mà bạn không nghĩ là mua những thứ này thì dẫu sao nó cũng đắt hơn một chút. C'est quand même, mà dẫu sao thì cũng un peu cher. C'est quand même thì là nó hơi đắt. Tu ne crois pas? Bạn không nghĩ như vậy sao? Non, franchement, je pense qu'en fait tout a un prix. Franchement là nói thẳng ra, nói thật, nói một cách thành thật. Xuất phát từ tính từ franc và adjective feminine là franche, franche ghép với mon thì nó ra trạng từ. Một nói một cách chân thành, nói một cách thành thực, nói một cách thẳng thắn thì tôi nghĩ rằng tất cả cái gì nó cũng có giá của nó. Tout a un prix, tất cả mọi sự, tất cả mọi chuyện đều có giá của nó. Ce qui passe avant tout, c'est la santé. Passer avant tout, chuyện mà nó vượt lên trên tất cả mọi thứ. Tức là chúng ta có thể hiểu là cái chuyện quan trọng nhất, cái chuyện đáng để ý nhất. Ce qui passe avant tout, cái chuyện mà đi trước tất cả mọi thứ khác, đó là sức khỏe. Non, franchement, je pense qu'en fait tout a un prix. Ce qui passe avant tout, c'est la santé. Không, nói thật ra mình nghĩ là cái gì nó cũng có giá của nó và điều quan trọng nhất đó là sức khỏe. D'accord, mais des fois, c'est 30% plus cher. Số 30% chúng ta đọc là 30%, tức là cứ cho 100 đơn vị thì có 30 đơn vị. Cứ tính 100 thì có 30, như vậy 30% đồng ý, nhưng có khi đắt hơn tới 30%. Des fois là nhiều khi, có lần là. Anh Vincent trả lời, ben, tant pis, nhưng không sao, tant pis là mặc kệ, tôi không sao cả. Je préfère me priver sur d'autres choses. Il suffit de faire attention. Động từ se priver là từ bỏ. Se priver de quelque chose là từ bỏ cái gì, kiêng cái gì, không có cũng được. Nhưng tôi muốn là mình bỏ những thứ khác và chỉ cần phải chú ý mà thôi. Il suffit de faire quelque chose. Il này là vô nhân xưng. Impersonnel, chỉ cần chú ý mà thôi. Et bien moi, je ne m'en sors pas. Je voudrais bien prendre du bio pour tout ce que je mange, mais ce n'est pas possible. Trước hết chúng ta để ý cách phát âm tu sơ cờ, đọc nhanh thì sơ này biến mất cái âm tiết này, tu sơ cờ chỉ còn hai tu cờ. Và này mình thì mình không thể giải quyết được cái vấn đề khó khăn này. Sơ sans sortir thực chất là sơ sortir de quelque chose, bây giờ trở thành một cái expression. Sans sortir có nghĩa là thoát ra một cái hoàn cảnh khó khăn, một cái hoàn cảnh khó xử, cái hoàn cảnh mà phải chọn lựa giữa một bên là thực phẩm bình thường và một bên là thực phẩm hữu cơ,
thực phẩm sạch á, thì tôi không thể nào tôi giải quyết được. Je voudrais bien, mặc dù tôi rất muốn mua sản phẩm hữu cơ bio cho tất cả những gì mà tôi ăn, nhưng mà không thể được. Je voudrais bien prendre du bio pour tout ce que je mange. Pour tout ce que je mange, chúng ta không phát âm chữ âm tiết ở giữa. Mais ce n'est pas possible, nhưng không thể nào được. Et les enfants me mettent la pression si je ne leur prends pas leur céréale préférée. Chúng ta để ý trong câu này có hai chữ leur. Chữ leur thứ hai là adjective possessive, đi theo với danh từ. Còn leur thứ nhất là pronom personnel, COI. Và mấy đứa con của tôi sẽ làm áp lực với tôi. Mettre la pression à quelqu'un. Mettre la pression à quelqu'un. Tạo áp lực đối với ai? Tức là mấy cháu nhà tôi sẽ làm áp lực với tôi nếu tôi không mua cho các cháu, không mua cái loại ngũ cốc mà chúng thích, chúng ưa thích. Như vậy đây là COI của động từ này. Mua cái gì cho ai? Mua cereal là COD, cho chúng. Cho chúng là les enfants, các con của tôi. Chữ cereal được dịch là ngũ cốc, nghĩa tổng quát là loại lương thực chủ yếu của con người trên trái đất. Như ở trong bài này là loại ngũ cốc được các trẻ em ăn trong bữa điểm tâm buổi sáng. Et comme elles ne sont pas bio, và bởi vì chúng không có thực phẩm sạch. Oui, mais alors le problème n'est pas seulement le prix. Seulement, ba âm tiết, chúng ta cũng chỉ phát âm là hai. Seulement. Oui, mais alors le problème n'est pas seulement le prix. Nhưng và đồng thời, vấn đề ở đây không chỉ là vấn đề về giá cả. Disons qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Chúng ta có thể nói là không bao giờ chúng ta làm được cái điều mà mình thích, không phải lúc nào cũng làm được cái điều mà mình muốn. Je suis bien d'accord. Tôi rất tán đồng với chị. Bien là rất. Chúng ta để ý trong bài này có khá nhiều chỗ người ta dùng bio là cách nói vắn tắt của biologic. Và chúng ta để ý tới các cách nối. Tôi xin đọc lại một lần. Tu manges des produits bio toi? Oui, bien sûr, je fais très attention à ce que j'achète. Et tu achètes quoi, par exemple? Je n'achète que du bio. Je préfère être sûr de ne pas avaler de cochonneries. Et chúng ta thấy cochonnerie, trong này có chữ cochon. Cochon là con heo, là con lợn, là cái con người ta nói là nó sống bẩn thỉu. Thì cochonnerie là những cái vật chất, những cái thứ mà nó bẩn, nó không có đáng gì hết, mà mình nuốt vào trong người của mình. Tu comprends? Alors les fruits, les légumes, la viande, le thé, s'il n'y a pas de label bio, je ne prends pas. Oui, mais c'est quand même un peu cher, tu ne crois pas? Non, franchement. Franchement, chúng ta chỉ còn hai âm tiết thôi. Franchement, je pense qu'en fait tout a un prix. Ce qui passe avant tout, c'est la santé. D'accord, mais des fois, c'est 30% plus cher. Ben, tant pis, je préfère me priver sur d'autres choses. Il suffit de faire attention. Eh bien moi, je ne m'en sors pas. Je voudrais bien prendre du bio pour tout ce que je mange, mais ce n'est pas possible. Et les enfants me mettent la pression si je ne leur prends pas leur céréale préférée. Et comme elles ne sont pas bio, oui, mais alors le problème n'est pas seulement le prix. Disons qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Je suis bien d'accord. Bài học thứ hai cũng nói về các sản phẩm hữu cơ, các sản phẩm sạch, les produits bio. Và đây là câu chuyện diễn ra giữa một bà khách hàng, la cliente, và một ông chủ trang trại, le fermier. Le fermier là người chủ của một cái ferme, chủ trang trại. Bonjour, c'est bien ici qu'on vend des produits bio faits à la ferme. Chúng ta để chữ bien vào, trạng từ bien vào để hỏi xem có rõ không. Ở trong tiếng Việt chúng ta gọi là xin chào ông, đây có phải là nơi, đây có đúng là nơi người ta bán các sản phẩm hữu cơ được sản xuất ở trong trang trại không? Bien để nhấn mạnh. Oui, mais on est fermé aujourd'hui. Đúng rồi, nhưng mà hôm nay chúng tôi đóng cửa.
Ah, dites alors, je rentre ce soir à Paris. Vous pourriez quand même me vendre un fromage? Ah, dites alors là một cái cách nói để khi người ta tiếc một cái chuyện gì làm không được. Bà này tới để mua các sản phẩm, nhưng mà tiếc quá hôm nay thì lại đóng cửa. Thì bà ta nói, dites alors, tiếc quá. Tối nay tôi trở về Paris. Ông có thể, dẫu sao, con mê mà dẫu sao, ông cũng có thể bán cho tôi một phần fromage được chứ. Vous, les Parisiens, vous êtes tous les mêmes. Vous voudriez que tout soit ouvert partout et tout le temps. Et vous me faites travailler même le dimanche. Vous voulez juste un fromage? Ở đây, giọng của ông fermier có vẻ hơi gay gắt. Các quý vị là những người sống ở Paris, quý vị lúc nào tất cả mọi người đều giống nhau. Vous les Parisiens, vous êtes tous les mêmes. Các vị là những người sống ở Paris, tất cả đều giống như nhau cả. Các bạn muốn rằng tất cả ở khắp nơi phải mở cửa và mở cửa mọi lúc, tức là mở cửa mọi nơi mọi lúc. Tout le temps, hoài hoài. Chúng ta đọc nhanh thành tout le temps. Các bạn là những người Paris. Sống ở Paris, các bạn ai cũng giống nhau, ai cũng giống ai cả. Các bạn muốn là tất cả mọi thứ đều phải được mở cửa ở mọi nơi và Et vous me faites travailler. Faites travailler là bắt chúng tôi làm. Travailler là verbe vi. Faire travailler, bảo chúng ta làm, bắt chúng tôi làm. Rồi còn các bạn muốn chúng tôi làm việc ngay cả même le dimanche, ngay cả ngày chủ nhật hả? Rồi ông ta hỏi, vous voulez juste un fromage? Bà tới đây chỉ mua đúng một món là fromage hay sao? Vous avez quoi d'autre à me proposer? Và khách hàng thấy như vậy hỏi, thế thì ông có những cái gì khác đề xuất cho tôi, tức là đưa ra cho tôi mua. Vous avez quoi d'autre? Quoi d'autre là cái gì khác để mà đề xuất cho tôi, để mà đưa cho tôi coi. Ben, ben tức là một cái cách để mà suy nghĩ đó. Tout ce qui est derrière vous, ce sont des produits de la ferme. Mà tất cả những gì mà đang có ở sau lưng của bà, đó là những sản phẩm của chính trang trại này. Nào là conserve de haricots verts, haricots verts là đậu cô ve. Và đây chúng ta để ý, haricots verts là một as aspiré không được nối, de haricots verts. Có những cái haricots verts đóng hộp, conserve, đồ hộp. Confiture de figue, figue là trái vả. Confiture trái vả đã được làm mứt. Tất cả những gì có sau lưng bà thì đều là những sản phẩm của trang trại này. Nào là những đậu cô ve đóng hộp và mứt vả. Ông chủ trang trại đã giới thiệu là ở trong trang trại của ông ta có sản xuất loại đậu cô ve đóng hộp. Đậu cô ve có thể đóng hộp ở trong các hộp thiếc hoặc trong các lọ thủy tinh, đều được gọi là conserve de haricots verts. Je vois que vous avez même du shampoing bio et tout est certifié agriculture biologique. Đây là một câu hỏi. Và cái hàng bà đặt câu hỏi. Tôi thấy là hình như là ông cũng có loại dầu gội đầu sạch làm sản phẩm tự nhiên và tất cả đều được chứng thực là làm từ nền nông nghiệp sinh học phải không? Agriculture là ngành nông nghiệp, biologic là tính từ của la biologie là môn sinh học. Écoutez, on fait tout nous-mêmes. Này bà ơi, chúng tôi làm tất cả mọi thứ tự tay chúng tôi làm. Pour certains produits, on est en attente de certification. Certification là danh từ của động từ certifier là được chứng thực. Chúng tôi đang chờ. Être en attente de. Đối với một số sản phẩm thì chúng tôi đang chờ sự xác thực, tức là được chờ các cơ quan thẩm quyền họ cho cái giấy xác thực là sản phẩm sạch. Alors, même s'il n'y a pas de label, je vous garantis qu'ici, vous ne trouverez que du 100% bio, 100% origine ferme. Tuy nhiên, nếu không có những cái nhãn, tức là nhãn về bio, không dán lên các cái nhãn sản phẩm, thì tôi cũng bảo đảm với bà rằng je vous garantis que tôi đảm bảo với bà rằng ở đây bà chỉ tìm thấy nơ cơ bà chỉ tìm thấy những sản phẩm 100% sạch
100% bio, 100% xuất xứ từ trang trại này, 100% origin ferme, origin là xuất xứ từ trang trại. Même votre huile, ngay cả dầu ăn của ông cũng vậy phải không? Oui, c'est une huile de noix, đây là loại dầu làm từ hạt dẻ. Loại dầu ăn được giới thiệu trong bài gọi là huile de noix, là một loại dầu ăn có chất lượng cao được sản xuất từ hạt dẻ. Hạt dẻ là hạt của cây noyer. Đây là loại dầu cao cấp, có chứa rất nhiều chất omega 3 và rất tốt cho sức khỏe. Même le savon và cả các cục xà phòng nữa phải không? Tất cả, je vous dis, tôi đã nói với bà rồi, tất cả mọi thứ. Bon, on se dépêche parce que moi, je voudrais bien me reposer. On est dimanche quand même. Bây giờ chúng ta làm nhanh lên, ông là hai người đó, là ông này với bà khách hàng. Chúng ta hãy nhanh nhanh lên, se dépêche là vội vã, là nhanh lên. Bởi vì tôi muốn nghỉ ngơi, bởi vì chúng ta hôm nay là chủ nhật, dẫu sao cũng là chủ nhật, tôi phải nghỉ ngơi. Pardon, bà khách hàng như vậy không dám hỏi nhiều nữa, xin lỗi. Je vais donc prendre le fromage et puis un savon. Như vậy tôi xin mua một phần fromage và một miếng xà phòng. Bonjour, c'est bien ici qu'on vend des produits bio faits à la ferme? Oui, mais on est fermé aujourd'hui. Ah zut alors, je rentre ce soir à Paris. Vous pourriez quand même me vendre un fromage? Vous, les Parisiens, vous êtes tous les mêmes. Vous voudriez que tout soit ouvert partout et tout le temps. Et vous me faites travailler même le dimanche. Vous voulez juste un fromage? Vous avez quoi d'autre à me proposer? Ben, tout ce qui est derrière vous, ce sont des produits de la ferme. Conserve de haricots verts, confiture de figues. Je vois que vous avez même du shampoing bio. Et tout est certifié agriculture biologique. Écoutez, on fait tout nous-mêmes. Pour certains produits, on est en attente de la certification. Alors, même s'il n'y a pas de label, je vous garantis qu'ici, vous ne trouverez que du 100% bio, 100% origine ferme. Ferme này có nghĩa là trang trại. Même votre huile, oui, c'est une huile de noix. Même le savon, tout, je vous dis. Bon, on se dépêche, parce que moi, je voudrais bien me reposer. On est dimanche quand même. Pardon, je vais donc prendre le fromage et puis un savon. Chúng ta có 4 câu hỏi để hiểu bài. Câu hỏi thứ nhất, d'où vient la cliente? Bà khách hàng này từ đâu tới? Từ vùng miền nào tới đây? Câu hỏi thứ hai, quelle est la particularité de la ferme? Đặc trưng của cái trang trại là gì? Câu hỏi thứ ba, que vend-on dans cette ferme? Trong trang trại này người ta bán cái gì? Câu hỏi thứ tư, la cliente achète quoi? Bà khách hàng này mua những gì? Dựa vào nội dung của bài đọc trên, chúng ta có các câu trả lời sau. Câu hỏi thứ nhất, khi người ta hỏi d'où vient la cliente, bà khách hàng này từ đâu tới, thì chúng ta thấy ở trong bài, ông chủ trang trại, ông nói là vous les Parisiens, vous êtes tous les mêmes. Quý vị là những người ở sống ở Paris, ai cũng giống ai cả. Như vậy bà này đến từ Paris hoặc là từ vùng Paris và phụ cận của nó, chúng ta tạm gọi là vùng Paris. Elle vient de Paris. Câu hỏi thứ hai, quelle est la particularité de la ferme? Cái đặc trưng của trang trại này là gì? Trang trại này chuyên sản xuất ra những sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sạch và tất cả đều được sản xuất từ trong trang trại này. Tous les produits sont 100% bio et tout est produit à la ferme. Et produit là ở thể passif của động từ produire, produire là sản xuất, tất cả được sản xuất từ trang trại. Câu hỏi thứ ba, que vend-on dans cette ferme? Trong trang trại này người ta bán những cái gì? Thì ông này ông đã kể là có bán các đậu couvert đóng hộp, các mứt vả, rồi bán cả xà phòng, bán shampooing dầu gội đầu và bán cả dầu nữa, dầu hạt dẻ. On y vend de la confiture de figues, mứt trái vả, des conserves de haricots verts, những hộp của những haricots verts đóng hộp.
độ cô ve đóng hộp, du shampoing bio, dầu gội đầu sạch, de savon xà phòng, de l'huile de noix, dầu hạt dẻ, et du fromage. Câu hỏi thứ tư, la cliente achète quoi? Và sau cùng bà khách hàng mua cái gì? Thì chúng ta thấy sau cùng bà khách hàng nói là tôi sẽ mua fromage và một cục xà phòng. Elle achète un fromage et un savon. Xin chào tất cả mọi người.